Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh tiếp tục chia sẻ Bonsai Đinh Lăng tập tiếp theo phần 1. Trần Canh Optical. Xin mời cả nhà và các bạn đón xem hết video. Xin mời. Kính thưa cả nhà và các bạn. Đây là những cây Bonsai Đinh Lăng. Trần Canh chuẩn bị cách làm bonsai như thế này. Trần Canh đã cách và làm bonsai cho cả nhà và các bạn cùng xem. Và trong tập tiếp theo này, phần 1 thì Trần Canh sẽ cách một cây bonsai đinh lăng. Cũng rất là trồng rất là lâu rồi. Mời cả nhà và các bạn theo dõi hết video nha. Xin mời. Đây là một cây bonsai đinh lăng lá nhỏ như thế này, chưa cắt thì nó như thế này, đỡ rất là đẹp, rất là chuẩn luôn đó, các bạn xem kỹ. Bây giờ Trần Canh tiến hành cắt làm bonsai cây này cho cả nhà và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cây đinh lăng lá nhỏ đó sao. Mời cả nhà và các bạn theo dõi nha. Vừa rồi cả nhà và các bạn đã xem Trần Canh cắt tỉa như thế nào. Thấy nội dung này hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Bonsai đinh lăng lá nhỏ tập tiếp theo phần 1 rất là hấp dẫn. À, các bạn xem rất chi chi là hấp dẫn ha. Và đồng thời cây này thì Trần Canh cắt theo dáng trực và thớ tự nhiên của nó. Đó, các bạn xem kỹ nha. Nó theo từng cụm nha các bạn. Cụm như thế này thì Trần Canh sẽ cắt và tách ra thành thơ và rời rời rảnh nó ra. Chi nào ra chi nấy. Rất là hấp dẫn nha.
Mời cả nhà và các bạn theo dõi hết video nha. Ok cả nhà và các bạn, như thế là tác phẩm bonsai đinh linh tập tiếp theo phần 1 đã hoàn thành như thế này. Cách theo cộng theo tầng tháp rất là chuẩn luôn, rất là hấp dẫn nha các bạn. Như thế là tác phẩm đã được hoàn thành theo như trần canh này, quá là hoàn hảo tác phẩm này. Còn cả nhà và các bạn thì sao, thì hãy like và comment. Rất hấp dẫn ha, nhất đớ nhì thân, đớ rất chi là hoành tráng này. Đấy. Và thân này là dáng trực theo tầng tháp rất là chuẩn luôn. Rất là đúng gu đúng tông của nó luôn. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video. Xin hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp hấp dẫn hơn và chuẩn men hơn. Xin bye bye và hẹn gặp lại.